Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón xem bản tin thời tiết nông vụ ngày 25 tháng 4 trên kênh VTC14. Thưa quý vị và bà con, trong đêm nay và ngày mai, mưa tại khu vực Bắc Bộ sẽ giảm, chỉ còn tập trung chủ yếu ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc vào đêm và sáng. Các khu vực còn lại thì phổ biến là không mưa nhưng trời vẫn nhiều mây và đồm không khí cao. Trời mát mẻ với nhiệt độ cao nhất vào ngày mai, giao động là từ 26 đến 29 độ. Xuống đến khu vực Trung Bộ, vào ngày mai, mưa tiếp tục xảy ra ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế. Nhưng lượng giảm hẳn chỉ còn dưới 5mm. Nhiệt độ cao nhất vào giữa trưa và chiều, giao động trong khoảng là từ 26 cho đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cũng có mưa rào và rông, nhưng chỉ với xuất hiện vài nơi với lượng không nhiều vào đêm và sáng. Đến trưa chiều thì trời giảm mây, hứng nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày mai, giao động là từ 29 cho đến 33 độ. Thưa bà con, Thời tiết mưa và ẩm tại các khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ thời gian này là điều kiện thuận lợi cho dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc phát triển và gây hại. Để hạn chế dịch bệnh lây lan trong thời điểm này, khi đã xác định gia súc bị lở mồm long móng thì bà con nên tiêu hủy bằng cách đốt xác, chôn sâu có đổ thuốc sát trùng, thường dùng là vôi bột. Cách ly gia súc bị bệnh, rửa các bộ loét ở miệng và chân của gia súc bằng nước muối, rồi bôi các thuốc sát trùng như là cồn iodot, thuốc đỏ 3% cùng với nước lá ổi. Đồng thời thì chăm sóc nuôi dưỡng tốt súc vật bệnh giảm thức ăn thô cho ăn cám hoặc là cháo. Với những đàn gia súc chưa mắc bệnh thì bà con nên chủ động thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa như sau. Thường xuyên tẩy uế chuồng trại, khu chăn nuôi trong vùng có dịch bằng các thuốc sát trùng mạnh. Tổ chức tiêm vaccine phòng bệnh lở mồm long móng cho đàn gia súc và nghiêm cấm việc vận chuyển gia súc từ ổ dịch ra vùng an toàn và ngược lại. Xin được tiếp tục với những thông tin thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Với những cơn mưa rào và rông cục bộ tiếp tục xảy ra vào lúc chiều tối và kết thúc khá nhanh, Tuy nhiên thì bà con tại các khu vực này vẫn cần tiếp tục cảnh giác với các hiện tượng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Còn vào ban ngày thì trời có nắng, mặc dù nắng không quá gai gắt nhưng nền nhiệt, nhiệt ngày mai vẫn khá cao. Phổ biến là trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ ở Tây Nguyên và 33 đến 35 độ tại khu vực Nam Bộ. Thưa bà con, hiện tại toàn tỉnh Hậu Giang đã có hơn 900 hecta lúa hẻ thu bị nhiễm dịch hại, tăng 120 hecta so với khoảng 10 ngày trước. Trong đó thì dày nâu là đối tượng có nguy cơ bùng phát mạnh nhất với 320 hecta bị nhiễm, mật số từ 750 đến 3.000 con một mét vuông. Dày tuổi 4 đến 5 và trưởng thành gây hại trên các trà lúa trong giai đoạn đẻ nhánh làm đồng chủ. Bên cạnh dày nâu còn có 120 hecta bị sâu của lá căn phá, 240 hecta nhiễm bệnh đạo ôn lá và nhiều diện tích khác bị bù lạch, vàng lá trên sớm, đạo ôn cổ bông, bạc lá, đốm vằn, lem lép hạt gây hại giải rác. Do vậy mà bà con cần chú ý chăm sóc đồng ruộng, kịp thời phát hiện những biểu hiện để phòng tránh kịp thời những bệnh kể trên, hạn chế thấp nhất thiệt hại trong vụ lúa hè thu năm nay. Tiếp theo mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các vùng trên cả nước. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm và sáng sẽ có mưa rào và rông rải rác, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ và độ ẩm trung bình 84 đến 89%. Phía đông bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng vùng núi có mưa rào và rông rải rác, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ và độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, có gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 25 độ, cao nhất từ 26 đến 29 độ và độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Trong khi đó thì các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, phía Bắc mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, phía Nam phổ biến là ít mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 23 cho đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 29 đến 233 độ và đồng trung bình từ 76 đến 90%. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi ngày nắng, chiều tối phía Nam có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có rông. Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ và đồng trung bình từ 73 đến 78%. Trong khi đó, các tỉnh Nam Bộ mới thay đổi ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, nhiệt độ chiều tối có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ và đồng trung bình từ 77 đến 82%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.